Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến kênh channel của mình. Lại là mình đây, Hùng đây. Ok, hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một con Rubik giá rẻ ha. Đó chính là Rubik loại 5x5 của Milong. Đây, đây là cơ hộp của nó đây. Đây các bạn có thể thấy 5x5 Milong. Ở đây thì bên tay trái mình thì mình thấy nó có mấy phiên bản nè. Phiên bản sticker viền đen này, sticker LED này, sticker viền trắng này. Và mấy cái bản này, ok, mặt sau không có gì hết. Ok, thì trong đây có cuốn sách hướng dẫn sử dụng mà mình giờ có mấy cuốn sách hướng dẫn sử dụng mà mình dục rồi. Ok, mình dục rồi thì đây chính là nhân vật chính của chúng ta đây, các bạn thấy đó, khá nhanh đúng không? Đó, đây thì trong tầm giá rẻ con này chỉ có khoảng 50.000 thôi ha, 50.000 thôi. Mình mua cũng khá lâu rồi, cũng 50.000 thôi. Đó, khá mượt đúng không, các bạn thấy đó, dặn khá mượt, xe khá mượt, mặt trắng đó, màu sắc của nó thì cũng được ha, màu trắng thì mình nhận xét nó hơi không có được trắng sáng lắm, màu cũng khá tươi thôi chứ không có được. Đây. Chắc góc cũng khá được ha. Đây. Đấy, cắt cốc mà cắt cốc của nó trong tầm giá rẻ cắt mà thấy cắt cốc như vậy là cũng ổn rồi, cũng không gì đâu. Tầng ngoài thì nó khá là nhanh, tầng ngoài thì khá là ok, tầng ngoài còn hai tiếp theo là hai tầng, tiếp theo là ba tầng, ổn được. Thì mình thấy nó cũng được, nhưng mà cái loại này các bạn chơi một thời gian thì nó sẽ bị khô ha, nó sẽ bị khô, các bạn nên mua dầu lúc này lấp vô ấy vô cho nó nhanh mượt lại tí. Trong tầm này thì trong tầm giá rẻ thì các bạn chỉ được như vậy thôi, còn không thì các bạn có thể mua những loại xịn hơn. Ok rồi, các bạn có thể mua loại WiZi cũng được, WiZi cái loại nó cũng nhanh, cái loại nó khá nhanh. Còn các bạn hỏi mình cái loại này chơi có bị bung hay không á, là mình từ lúc mà mình chơi tới giờ mình chưa bị bung ha, chưa có bị bung, nhưng mà xém bị bung, tại vì lúc mà mình dùng công thức á, mình làm nhanh hơn xíu á, nó bị bung xíu. Tóm lại các bạn không thể nào đòi hỏi một cái chất lượng xứng đáng để chơi với một cái giá tiền như vậy được. Nhưng một cái giá tiền như vậy thì mình nghĩ nó cũng khá là hợp lý rồi. Giá rẻ mà các bạn, hư thì các bạn mua con khác. Còn nếu mà các bạn muốn chơi lệch chơi bền thì các bạn mua con mắc tiền hơn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video tới giờ phút này nha. Nhớ là bạn sẽ trẻ hơn mình nè. Ok, mà mình sẽ có một clip hướng dẫn 5x5 phương pháp cơ bản và phương pháp nâng cao ha. Ok. Bye.